Rồi, giao lưu anh em, mai rừng không bầu. Cây khá đẹp nha anh em nha. Cây được củ nở nha, này giống như làm như cũ rồi nha. Em nhìn nè, tạo ra xù nữa nha. Nhục phê nha anh em, cây to cây kìa. Nên muốn tạo ra nu nè, ra nu nha. Xù cây, già cây nhìn đẹp nha. Cây dễ nhiều nha anh em. Đầu rút ngọn lại nè. Tớp lại nha, đây nó phình ra như cái cũ rồi nha. Nhìn ngoài phê lắm nha anh em à. Anh em nhìn này, lưng nữa nè, xù nu ra đẹp nha. Đó, cây đặc tu sạch sẽ nha anh em. Đây, đầu nè, đầu đặc tu nè, mứt được nha. Dạ, chỗ này nó hơi bị lúa một xíu nha. Đây, hai cành anh em, đây nè, không sao nha. Đây, già cây nha, gân nổi, xù gân nổi lên nha. Lửa xíu này chỗ này anh em không sao nha, để cám được nhiều nha. Rồi đôi thứ ta cúm rồi cào 80 nha, còn nước ngọn 42 rồi. Đôi cái chỗ đó đây xong đôi thang này 74 tới ngang 62.